Phương Anh xin được kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh tin tức, kênh thông tin kiến thức hàng đầu Việt Nam. Và chúng tôi rất vui mừng khi được truyền tải những thông tin nóng hổi có trong ngày, đừng rời mắt khỏi màn hình. Và ngay sau đây, hãy cùng với chúng tôi cập nhật những tin tức mới nhất diễn ra trong 24 giờ qua. Nghĩ từ phiên tòa chuyến bay giải cứu, bệnh nghiện quản lý. Thưa quý vị và các bạn, tại phiên tòa chuyến bay giải cứu, trong phần bào chữa và tự bào chữa, một số bị cáo và luật sư đã kể về quá trình gian khổ khi xin cấp phép chuyến bay, đặc biệt là sự nhũng nhiễu của những người có thẩm quyền khi phê duyệt cấp phép. Có trường hợp 2 ngày trước chuyến bay khởi hành, máy bay đã thuê, hàng trăm hành khách đang chờ ở sân bay nhưng giấy phép vẫn chưa về. Chi tiền lúc này là đương nhiên và các chuyến bay sau, các doanh nghiệp phải đưa tiền như một thông lệ, luật sư nói. Bởi các doanh nghiệp đã đáp ứng đủ điều kiện về máy bay, cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế để được bay, chỉ còn thiếu tờ A4 đóng dấu đỏ. Tờ A4 đóng dấu đỏ ấy được ban phát theo cơ chế xin cho, thay vì theo một quy trình, thủ tục hành chính cạnh tranh, công khai và minh bạch. Nó dẫn đến những sự nhũng nhiễu theo kiểu, thứ trưởng ký rồi, anh chuyển tiền mới có dấu. Ở đây, tôi không biện hộ cho các đại diện doanh nghiệp, bởi hành vi phạm tội của họ đã được các cơ quan chức năng chỉ ra và bản thân họ cũng đã thừa nhận theo như cáo trạng và trình bày trước tòa. Vấn đề khiến tôi suy nghĩ là ở mức độ nào đó, có những doanh nghiệp đã thực hiện hành vi hối lộ chỉ để được làm đúng luật. Khi trao đổi với các đồng nghiệp trong giới nghiên cứu pháp luật, chúng tôi nói gọn câu chuyện đó trong một nhận định, nói đúng mà đau. Mặt trái của cơ chế xin cho là vấn đề đã được mổ xẻ hàng chục năm nay và nếu so với thời kỳ bao cấp thì có thể khẳng định chúng ta đã tiến bước rất dài trong việc xóa bỏ dần xin cho. Nhưng những gì còn rơi rớt đến nay của cơ chế này vẫn còn gây tác hại lớn mà phiên tòa chuyến bay giải cứu đã cho thấy điều đó. Theo tôi, chừng nào chúng ta vẫn còn duy trì các công cụ quy hoạch số lượng hàng hóa, sản phẩm, các quota, giấy phép con, các chứng chỉ hoạt động không cần thiết, thì chừng đó, xã hội sẽ vẫn còn tồn tại các cơ chế xin cho, phân bổ, ban phát nặng nề bao cấp, thay vì một cơ chế phân bổ cạnh tranh theo quy luật thị trường. Và chừng đó còn là mỏ vàng cho những cán bộ công chức biến chất, tha hồ sách nhiễu, cho cơ chế chi tiền để được giải quyết đúng pháp luật, cho những công chức hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tài sản chỉ có vài chục tỷ đồng để nộp khắc phục hậu quả. Thực hiện nghị quyết số 10 ngày 3 tháng 6 năm 2017 của Đảng về phát triển kinh tế tư nhân, Chính phủ đã giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư lập đề án đổi mới toàn diện quản lý nhà nước trong phát triển kinh tế tư nhân. Đề án này đã thẳng thắn chỉ ra tư duy nghiện quản lý ở nhiều cơ quan quản lý nhà nước. Theo đó, các cơ quan này thường viện dẫn mục tiêu của việc ban hành các quy định là để tăng cường quản lý nhà nước, đảm bảo mục tiêu quản lý nhà nước của mình. Đây là một sự nhầm lẫn giữa mục đích và công cụ. Mục đích lẽ ra phải là những lợi ích của cả xã hội và doanh nghiệp. Quản lý nhà nước chỉ là một trong những công cụ và không nhất thiết là công cụ hữu hiệu nhất cho xã hội với chi phí thấp nhất cho doanh nghiệp. Cơ quan quản lý nhà nước không nên chọn phần dễ về phía mình để tiện quản lý, đẩy phần khó về phía doanh nghiệp, trong khi chưa chắc lợi ích xã hội đã được đảm bảo hiệu quả. Đề án đổi mới toàn diện quản lý nhà nước trong phát triển kinh tế tư nhân nêu kiến nghị. Thiết nghĩ, tinh thần này cần soi rọi mạnh mẽ hơn nữa trong hoạt động bộ máy nhà nước các cấp, bắt đầu từ việc xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách để phá vỡ những rào cản ngăn trở hoạt động đầu tư, kinh doanh cho người dân, doanh nghiệp, bãi bỏ các loại quota, giấy phép con là mầm mống của cơ chế xin cho tiêu cực. Trở lại việc thực hiện chuyến bay giải cứu, đây là chủ trương đã được khẳng định là đúng đắn và nhân văn. Trong bối cảnh dịch bệnh không thể áp dụng quy trình như thông thường, việc quản lý theo cơ chế đặc biệt là cần thiết. Tuy nhiên, bài học rút ra cho thấy cần có cơ chế quản lý rõ ràng, không để bị lợi dụng biến tướng. Nếu việc cấp phép chuyến bay giải cứu không tồn tại quy trình rất kém minh bạch, thiếu tiêu chí đánh giá, làm cơ sở xét duyệt hay không xét duyệt, thì có lẽ những sự việc đau lòng đã không xảy ra. Nếu mặt trái của cơ chế xin cho được loại bỏ, để thị trường thực sự đóng vai trò quyết định trong xác định giá cả hàng hóa dịch vụ, tạo động lực huy động, phân bổ hiệu quả các nguồn lực, điều tiết sản xuất và lưu thông, thì chắc chắn rằng các tiêu cực liên quan sẽ được ngăn chặn, đẩy lùi và không thể len lỏi vào quy trình ra quyết định, gây ra những thiệt hại lớn như vừa qua. Nhà báo Hàn Ni khai xúc phạm bà Phương Hằng nhằm phản biện. Quý vị thân mến, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố bị can Đặng Thị Hàn Ni, 46 tuổi, là luật sư, nhà báo về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Theo cáo buộc, bà Đặng Thị Hàn Ni đã sử dụng tài khoản YouTube và Facebook nhà báo Hàn Ni để phát buổi ghi hình tiêu đề "Bà Hằng có quyền ngồi xổm trên pháp luật không?" đăng ngày 3 tháng 9 năm 2021. Nhà chức trách xác định
Trong buổi phát sóng trên, bị can Đặng Thị Hàn Ni có 4 phát ngôn liên quan thông tin thuộc bí mật cá nhân, bí mật gia đình và đời sống riêng tư của bị can Nguyễn Phương Hằng. Tại cơ quan công an, bị can Đặng Thị Hàn Ni khai, những thông tin nói đến đời tư của bị can Nguyễn Phương Hằng là căn cứ một phần thông tin và nội dung chính trong các bài báo đã đăng nên bà không kiểm chứng lại để xác định đúng hay sai, không cần hỏi ý kiến và không cần sự đồng ý của Nguyễn Phương Hằng, không cần thiết kiểm tra, không cần sự chấp thuận của các cơ quan báo chí cho phép. Bên cạnh đó, bà Ni khai biết bà Phương Hằng có tên gọi khác là Nguyễn Thị Thanh Tuyền và là người có liên quan tới vụ án Nam Cam. Hàn Ni khai nguyên nhân của những phát ngôn trên là vì bị can Nguyễn Phương Hằng đã ghi hình phát trực tiếp trên mạng xã hội cùng ngày hôm đấy và có những lời lẽ xúc phạm đến bà. Từ đó, Đặng Thị Hàn Ni có buổi ghi hình phát lại vào ngày 3 tháng 9 năm 2021 để phản biện lại những nội dung. Bà Nguyễn Phương Hằng nói không đúng với bà Ni, tống tiền doanh nghiệp là bồ của ông Tất Thành Cang. Ngoài bà Hàn Ni, trong vụ án này, Công an TP.HCM còn đề nghị truy tố Trần Văn Sĩ, 66 tuổi, luật sư cùng tội danh. Theo cáo buộc, bị can này đã dùng mạng xã hội để đưa thông tin sai sự thật, gây hoang mang trong nhân dân, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của công ty cổ phần Đại Nam, đưa nội dung bịa đặt, sai sự thật, xâm phạm danh dự, uy tín, nhân phẩm của cá nhân ông Huỳnh Uy Dũng, xúc phạm nghiêm trọng danh dự, nhân phẩm, uy tín, nhân phẩm của bị can Nguyễn Phương Hằng. Bị can Trần Văn Sĩ khai, trong 8 buổi ghi hình đăng vào ngày 15-29 tháng 8 năm 2021, ngày mùng 5, mùng 10, 19, 24, 28 tháng 9 năm 2021 và ngày 16 tháng 10 năm 2021. Ông ta đã có những phát ngôn nói đến thông tin cá nhân đời tư của bị can Nguyễn Phương Hằng và ông Huỳnh Uy Dũng. Các thông tin này là căn cứ vào các buổi ghi hình do bị can Nguyễn Phương Hằng đã phát trực tiếp trước đó cùng một số cơ sở khác. Bị can Trần Văn Sĩ trình bày nguyên nhân có những phát ngôn trên là do bà Nguyễn Phương Hằng đã có những phát ngôn nhục mạ nghệ sĩ, báo chí, đòi phong sát giới nghệ sĩ, có những lời lẽ trái với thuần phong mỹ tục. Từ đó, ông Sĩ cho rằng có ý thức trách nhiệm góp tiếng nói làm hạn chế ảnh hưởng tiêu cực của bị can Hằng. Cũng theo bị can Trần Văn Sĩ, bản thân phát ngôn về ông Dũng vì ông này thường hay ghi hình cùng bị can Nguyễn Phương Hằng. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP.HCM xác định bà Ni, ông Sĩ là người có đủ năng lực trách nhiệm hình sự, thực hiện hành vi phạm tội với lỗi cố ý. Theo tính toán, nơi ở hiện nay của các hộ dân có diện tích giải phóng mặt bằng hơn 18.000 m², thành phố Vinh từng dự kiến bố trí khu đất tái định cư tại phường Trung Đô, song người dân không đồng ý. Các cuộc họp sau đấy, chính quyền đề xuất nơi ở mới tại phường Hưng Đông, Nghi Phú, cách điểm hiện tại 6-7 km, song cũng không nhận được sự đồng tình của người dân. Theo Ban Quản lý Dự án Đầu tư và Xây dựng thành phố Vinh, cuối tháng 5 năm 2023, thành phố đã có quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đường Lê Mau kéo dài giai đoạn 2 với tổng vốn hơn 139 tỷ đồng cho 500 mét còn lại. Trong đó, chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng hơn 59 tỷ đồng dự kiến triển khai năm 2024.